Tàu tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Và trước mắt chúng ta sẽ xem những kỹ thuật cơ bản của bộ môn judo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sân, đó là vận động viên Lê Đức Đông và vận động viên Bùi Thị Hoàng. Vận động viên Lê Đức Đông là vận động viên đoạt huy chương vàng SEA Games 21. À, xin lỗi 30. Tại Philippines, ta vận động viên Bùi Thị Hoàng là đoạt huy chương vàng. Đây là kỹ thuật khóa tay mà chúng ta vừa xem qua, đó là kỹ thuật khóa tay trong môn judo.